Các anh nhìn thấy đây là nhắc đến xóm không có bề mặt đi trước đúng không ạ? Nó không có bề mặt đi trước và phúc bộ rất giảm rộng. Ở đây phúc bộ này là L là dương, ST và số T nó sẽ âm thay đổi kháng chiều đúng không? Còn ví dụ như ở chuyển đạo AVL thì ở đây QF âm thì ST nó sẽ thay đổi ngược lại được không? Rồi. Và không có cái gì. Trái niệm tâm đồ này chúng ta chú ý đây là cái gì? Đây là cái gì? Ở đây là cái gì? Ngoại tâm thu. Cái đó là ngoại tâm thu trên thớt. Như vậy bệnh nhân này vừa có ngoại tâm thu trên thớt và ngoại tâm thu sau đó ngoại tâm thớt tiếp theo. Đó. Đây là cái tiêu chuẩn của nó. Bây giờ trong các ngoại tâm thu thấp này thì nó sẽ có hai dạng chúng ta hay gặp, đó là kiểu có nghĩa bù và kiểu xen kẽ. Không biết tại vì nó nói cái này không ạ? Như thế nào xen kẽ khi nào là nghĩa bù ạ? Nghĩa bù hoàn toàn không hoàn toàn. Đây, đây là cái nhịp xoan bình thường đúng không ạ? Nhịp xoan bình thường. Ở đây có phúc bộ ngoại tâm thu thấp. Vì cái tần số này tương đối là hơi cao, tần số khoảng bao nhiêu? Khoảng 70 phút. Để các anh chị thấy là khi mà cái nút xoan ở đây thì nó rơi vào thị trường cơ. Đúng không? Cho nó không dẫn được đúng không ạ? Nó đợi đến chu kỳ tiếp theo nó mới dẫn được ở đây. Đúng không? Như vậy tổng ở đây nó sẽ bằng 2 lần cái này. Được không? Và ở đây nó gọi là khoảng ghép. Ở đây nó gọi là khoảng nghĩa bù. Có đúng không? Đúng không ạ? Lý do là do cái việc này là nó được đúng một cái chỗ này và thời kỳ chơ nó không có dẫn được. Hả? Lúc nó nhỉ nó có khử cực không các anh chị? Có. Sống nhỉ nó có khử cực nhưng nó lẫn vào trong tay chúng ta không có thấy. Hả các anh chị hả? Rồi. Ở đây chúng ta xem. Đối với những trường hợp tần số tiêm chậm. Đây là 2, 4, 5, khoảng 60 chu kỳ phút. Thì chúng ta thấy khi có một phúc bộ ngoài tâm thu ở đây, nó khử cực sâu rồi. Đúng không? Khi nó khử cực ở đây thì nó có đi lên nhỉ không? Có. Nhưng mà lúc đó sóng ở trên nút xoan nó phát xuống rồi. Ở đây nó trơ, nó không có dẫn lên được. Đúng không các anh chị? Đó. Thì lúc đó cái sóng này dẫn tiếp thì nằm đây. Như vậy chúng ta thấy giữa hai cái này nó có cái quả thuộc giữa gọi là xen kẽ. Rồi không bị được không? Thì quả thuộc xen kẽ này thường nó gặp ở những bệnh nhân có tần số tiêm chậm. Chứ còn nhanh thì nó không có này. Đó. Đây. Ở chuyển đạo này chuyển đạo V1. Nó không có gì. Đây chỉ là V1. Chúng ta thấy có hai nhá ngoại tâm thu thấp. Hạt nhầm. Đúng không ạ? Cái dạng này thì chúng ta thấy ở chuyển đạo V1 mà có cái dạng này là dạng tai thỏ có đúng không? Đúng không các anh chị? Hả? Để đủ tiêu chuẩn ngoại tâm thu thấp không? Đủ rồi hết. Đến sớm không có bên đi trước, VS giảm động, STT thay đổi thứ phát với lại đá chìm VRS đúng không? Ở đây V1 nó có dạng là thai thỏ. Đây là dạng của block nhánh phải đúng không? Thì đây là ngoại tâm thu thấp trái. Rồi, chỗ này hiểu không? Rồi. Hai cái tai thỏ nó chồng lên nhau. Đây là hiểu không? Có thỏ nó quay đầu nghe mà hai cái tai hai cái tai nó họ làm nghiêng. À, đây là dạng tai thỏ đó các anh chị, nó rộng ra nè thấy không? Đúng rồi, nó có móc đây nè. Thấy không? Còn
trên chuyển đạo V1, trên chuyển đạo V1 mà có một phúc bộ có ép nó sâu như thế này, đúng không? Sâu rộng như thế này thì V5, V6 nó sẽ vẫn có chuyển đạo là một cái phúc bộ dương rộng, đúng không nào? Thì đây là dạng của block nhánh trái, đúng không? Và đây là ngoại thâm thu thấp phải. Rồi, nắm được không ạ? Có gì đúng không? Đọc điện tâm đồ ngoại thâm thu thấp mà không định vị được là không được á. Bắt buộc phải định vị được nha. Tại vì nó liên quan đến vấn đề tiên lượng các anh chị. Nếu chúng ta không có đọc định vị cũng không có tiên lượng được. Ai chưa hiểu cái này ạ? Tôi nói lại. Các ai chưa hiểu không? Chắc là chị chưa hiểu phải không? Chưa hiểu hả? Để tôi nói lại xin. Thì nghĩ chúng ta không hiểu, chúng ta mình dạ hỏi để học và hiểu. Chứ chúng ta đừng có máy móc ha. Đây là block chính phải nha. Thì điện tâm đồ có block chính phải có nghĩa là xung động sẽ đi dẫn từ nhánh trái, nó cử cực thấp trái trước, sau đó mới lan qua thấp phải sau, có đúng không ạ? Có đúng không? Như vậy chúng ta thấy được là cái vector cử cực nó sẽ thứ tự từ cái bên trái nó sẽ qua đây, gọi là thử cực phát liên thấp và cũng như là một phát liên thấp mỏng luôn, đúng không? Nó sẽ đi theo chiều này và xung nó đi theo có điểm block bên phải đây, rồi xung nó sẽ dẫn mà lúc skin nó cực cực thấp trái trước, nó tạo thành một cái vector này rất là lớn. Sau khi cực cực thấp trái xong rồi nó mới cực cực thấp phải, nắm được không? Như vậy đây là 1, 2 và 3 theo tuần tự vector cực cực đầu tiên, thứ hai, thứ ba. Thì chúng ta thấy cái vector này nó cực cực chỗ này, nó đi xuống đây, tiếp theo cái này nó qua đây, cái đạo nó xoay chiều thế này và nó vòng qua đây. Như vậy chiếu trên cái V1, V1 ở đây tạo thành sóng R, có đúng không? Đúng không? Cái vector này tạo thành sóng R tại vì nó cùng với V1, đúng không ạ? Sau đó nó quay qua đây thì nó tạo thành sóng S, có đúng không? Có đúng không ạ? Và sau đó nó quay qua đây thì nó thành sóng dương R lớn, đúng không? Như vậy chúng ta có ERS, R lớn ha, R lớn đều có dấu phẩy nha. Rồi, như vậy cái này dễ nhìn thì lúc đó cái V5, V6 nó sẽ có sóng S sâu và rộng. Và các block chính phải nắm được chưa? Rồi chúng ta sang các block chính trái. Block chính trái thì xung động nó sẽ đi theo chính phải, nó sẽ cực bên này chưa? Đúng không ạ? Thì sau đó, tại vì cái thấp phải rất là nhỏ, đúng không? Thấp phải nhỏ hơn thấp trái nhiều, nó cử cực theo cái chiều này. Rồi sau đó nó sẽ cử cực thấp trái và vòng lên đây luôn. Anh chị hình dung được không? Như vậy chúng ta thấy là ở phúc bộ này, nếu như treo trên V5, V6 thì nó sẽ thành sóc R rất là lớn, thậm chí R có mốc, phải không ạ? Nhưng mà qua bên đây, V1, V2 thì nó hầu như ngược chiều, đi về hướng chiều, đi hướng chiều âm của V1, V2, đúng không? Thì nó sẽ tạo thông rất là sâu. Rồi, các anh chị nắm được chỗ này chưa? Được chưa? Như vậy, trong cái ngoại tâm thu thấp cũng vậy, nếu ở ngoại tâm thu thấp trái, nó nằm ở đâu, nó phải cử cực ở đó trước. Nó đúng không? Ngoại tâm thu thấp trái, nó cử cực thấp trái trước và cử cực thấp phải sau, đúng không? Đúng không? Thì nó có giống lắm nhánh phải không?
đóng chân phải cũng cường cường thân trái trước, cường cường thân phải sau và ngược lại. Ở ngoài tâm thôn thân phải thì sẽ cường cường thân phải trước, cường cường thân trái sau, giống như dạng của gì? Đóng chân trái. Rồi, hiểu không vậy? Ha? Nào qua cái chỗ này, hiểu rất tốt bộ này chưa? Như vậy, chúng ta quay lại cái phần hồi nãy. À, như vậy ngoài thân thu thất trái và ngoài thân thu thất phải, rồi rõ chưa? Cái này thắc mắc gì nữa không? Rồi chúng ta xem tiếp. Đây là các khoảng ghép. Thì nếu mà các khoảng ghép này nó không có thay đổi thì nó gọi là một ổ. Khoảng ghép này nó thay đổi 0.36 hoặc 0.48. Thông thường khoảng ghép thay đổi thì thuốc bộ QS nó cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên chúng ta nhìn thuốc bộ QS có thay đổi thì dễ hơn, đúng không? Khoảng ghép này phải đo. Nhưng cái tiêu chuẩn quyết định nó vẫn là khoảng ghép chứ không phải thuốc bộ này. Anh chị ha, nếu như cái khoảng ghép mà bằng nhau, một thuốc bộ QS khác nhau, coi chừng nó cũng có thể cùng một bộ. Tại vì nó đi theo các chiều khác nhau thì nó thay đổi. Nhưng mà các khoảng ghép nó bằng nhau thì coi chừng nó là một ổ thôi, các thành viên chuyển mạnh gì. Chúng ta chú ý đến cái điểm thoát thấp sau cái ngoại thâm thu. Ví dụ như đây là cái ngoại thâm thu thấp, cái khoảng này nó dài quá thì sẽ cái ổ này, lúc này đây là cùng một ổ các anh chị nha, đây là ổ này nó đến sớm. Tại cái nhát này thôi, cái kiếp này nó đến sớm, nó tạo thành ngoại thâm thu thấp. Nhưng mà do cái giai đoạn nghỉ bù trong trường hợp này nó bị kéo dài, nó nằm nó chờ không thấy trên chi cơ cực xuống, nó tự nó phát thì đây là nhịp thoát thấp chứ không phải ngoại thâm thu thấp, mặc dù cùng một ổ. Con biết được không? Con biết được cái này không ạ? Tức là nhát ngoại tâm thu là bởi vì nó đến sớm, còn nhát thoát tức là cái nhát mà nó chờ hoài không ai cực cực thì nó chỉ là nó chỉ cực. Rồi, thế gì đúng được không? Thành ra cái chỗ này với cái này nó cực như bằng nhau, gần như đúng không? Đó. Ở đây nó có cái cực cực nhỉ ngược lên, đâm ra nó hơi thay đổi một chút so với cái này. Mặc dù đây cũng là Y, đây là Y, đó cùng một ổn đó. Rồi. Ở đây chúng ta có các loại ngoại thông thông thất nhịp đôi, nhịp ba cặp đôi ha. Thì đây là nhịp đôi ha. Rồi đây là nhịp ba, đây là nhịp bốn, đây là cặp đôi, đây là rất là nguy hiểm đó. Còn đến ba cái liên tục với nhau, đây là cơn nhịp nhâm thất ngắn rồi các chị, được không? Đây cơn nhịp nhâm thất ngắn rồi. À. Rồi chúng ta chú ý cái ngoại thông thất ROT, ROT thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất dễ bị đả kích và có thể dẫn vào một cái gì, một cái cơn nhịp nhâm thất hoặc là sóng đỉnh và nguy cơ tử vong. Ví dụ như trong trường hợp đây, đây là một cái nhồi máu cơ tim cấp SCCL, các chị thấy không ạ? Được không? Đây là điểm điểm bắt đầu của nhồi máu cơ tim cấp ST trên đây. Thì đây là nhịp xoang, có đúng không? Có P này, QRS ST trên lên vào, đúng không? Đây là một nhát đến sớm, đúng không? Một nhát đến sớm, không có P phải đi trước, không có P đi trước, QS giãn rộng ra, đúng không? Đây là một nhát ngoại thông thu thấp. Các chị đọc được không ạ? À, ví dụ trên đây. Ở đây là đồng bộ với nhau ha. Đó, đây là P, QS bình thường, đây là nhắc đến sớm, QS giảm rộng, STT thay đổi thứ phát, thấy không? Đây là ngoại thông thu thấp. Ở đây cũng là một nhắc xoan, đây một nhắc xoan, ở đây một nhắc xoan, đúng không? Đây là một cái ngoại thông thu thấp, đúng như là. Rồi, đây là một nhắc xoan, đúng không? Ở đây là một nhắc ngoại thông thu thấp, nhưng nó đến sớm hơn thằng này luôn, rơi vào đỉnh của sóng T. Thì chúng ta nhìn ở đây cái sóng T này, sóng T này đúng không? Nhắc nhé, đúng như chỗ này, đỉnh của sóng T, đúng không? Nó gọi là E trên T.
và gây ra tình trạng sóng đỉnh ở phía sau. Rồi các chị thấy được không? Cái chỗ này rõ không? Rõ hết. Do đó những cái trường hợp mà khi chúng ta theo dõi các monitor thấy có một cái hoạt động nhân thức N trên T đó, bằng mọi cách phải xóa đi đi. Thông thường người ta dùng cái video khai điên truyền tiếng mặt. Thấy không chị ha? Với lại xem cái bệnh cảnh đó là cái gì. Ví dụ như trong bệnh cảnh này là một cái nhồi máu cơ thiên cấp, ST trên lên thì phải đặt vấn đề tái cứu máu cấp cứu, không đặt sang liền thì mới cứu được. Chứ nó không là vô cái này thì bệnh nhân chắc chắn là tử vong rồi. Anh chị ha. Giờ tôi quay lại nhắc cái phần rối loạn về các cái nhịp chân phần còn lại. Bây giờ chúng ta xem cái tử điều đó có gì trên phần còn lại. Thế đây chúng ta đây là một cái loại rất là nhịp cấp cứu cũng thường gặp trên lâm sàng. Nó còn có hai loại chính là một cái nhịp chân vào lại tại nút nhĩ thất và một cái nhịp chân vào lại nhĩ thất. Nhịp chân vào lại nhĩ thất thì có thể theo chiều xuôi hoặc theo chiều ngược. Còn nhịp nhân vào lại tại nút nhĩ thất có thể là thằng nhanh chậm, chậm nhanh hay là chậm chậm. Đúng không ạ? Đúng rồi. Như vậy chúng ta xem cái nhịp nhân vào lại tại nút nhĩ thất. Khoảng 50-60% các loại nhịp nhân tư thất ở hạt trên lâm sàng về nguyên nhân như thế này. Thì cơ chế của nó là do nó có cái gì? Hôm trước chúng ta có học cái phần là cơ chế của một và lại rồi. Bắt buộc có hai đường dẫn song song với nhau, khác nhau về tốc độ dẫn truyền cũng như là khác nhau về cái thời kỳ trơ. Và khi xung đụng được trơ xuống có một bên bị block, và cái thời gian nó block nó đủ dài để cho khi vòng ngược lên nó hết block thì nó mới gây ra một và lại. Đó. Như vậy chúng ta xem ví dụ như đây, trong trường hợp này đây là nhĩ, đây là bóng hít để xuống cửa cửa thấp. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là bẩm sinh nó tạo ra hai đường. Đó, đây là bệnh lý này, bệnh bẩm sinh không? Tự nhiên nó có hai này, ít khi nào mắc phải nó cũng có, nhưng mà không có nhiều. Thì đây là một đường nhanh và đây là một đường chậm, đây là lúc nhĩ thấp. Thì nếu như xung động nó xuống đây, nó đi theo đường nhanh rồi đi xuống cửa cửa bó hết, nó cũng theo cái đường chậm nhưng mà tới đây nó bị block, ở đây nó lên nó cũng bị block luôn, không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng không các anh chị? Xung quanh tới đây thôi, tới đây thôi nhiều. Rồi trong trường hợp nó có thể đi ngược lại, đi đường chậm, sau đi qua đường nhanh, thì qua đường nhanh nó chạy đi rất là nhanh, đúng không? Qua đường chạy rất là nhanh, nhưng mà chỗ này thì nó không có dẫn ngược lên trên, có thể dẫn lên trên nhưng mà không có dẫn qua đây được. Thì ở chỗ này nó cũng không có gây ra một cái nhịp chân được. Ở đây nó gọi là một cái nhắc bóp mà của lúc nhĩ thất. Tức là ở đây chúng ta thấy là khử cực nhĩ và khử cực thất đồng thời với nhau. Lúc đó chúng ta thấy nhĩ lúc đó nó bị âm và nó lẫn nó trong kia rễ. Anh nhìn dùng được cái hình này không? Còn trong trường hợp này là nhúc xong bình thường ha. Nhúc xong bình thường ha. Còn ở đây là chúng ta sẽ có nhịp lúc. Nhịp lúc và nó khử cực thất với nhĩ đồng bộ cùng một lúc luôn. Tỉnh thổng nó có một nhắc như thế này. Rồi đây là một cái nhịp mà hay gặp nhất trên lâm sàng. Tức là gì? Xung động từ trên nhĩ nó đi xuống, nó đi qua đường chậm, qua đường chậm. Sau đó nó khử cực bỏ hết, khử cực thấp thì nó đi lên này, lúc này hết bị block rồi, nó vòng lên đây. Nó vòng lên đây thì nó sẽ khử cực lên trên nhĩ nhưng mà nó khử cực xuống đây tiếp. Và khi xuống đây tiếp thì cái này nó hết bị block, nó vòng xuống đây, nó vòng. Ấy xin lỗi, nó hết block đây, nó vòng xuống đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy được là gì? Xung động nó sẽ đi nhĩ, khử cực nhĩ, sau đó là khử cực thấp, sau đó đi đường nhanh lên khử cực nhĩ sớm hơn,
vừa khứ cửa thấp xong là khứ cực nhĩ liền, và khứ cực nhĩ ở đây là đi ngược chiều từ dưới lên, tạo thành sốc vê âm, đúng không? Và sốc vê âm đi theo đường cực nhanh, cho đó sốc vê nó sẽ sát ngay cái QR. Thì đây là cái loại mà hay gặp ở trên trong sàn nhiều nhất. Rồi, chập chân được không ạ? Quay đường chậm, đường nhanh. Còn trong trường hợp ở dưới này là đi đường nhanh xong qua đường chậm. Qua đường nhanh xong đường chậm thì cái khử cực nhĩ nó cũng đi xúc động thì nhĩ xuống, khởi phát ban đầu thì nhĩ xuống thì sốc vê nó cũng dương. Sau đó qua khử cực đường nhanh, từ đó bên này nó bị chậm, nó bị block lại. Khi khử cực có hết xong đi lên đây thì đây lại hết block, nó đi lên. Đi lên đây thì nó lại cứ cực ngược lên trên nhĩ, tạo thành sốc vê âm. Nhưng mà từ khứ thấp này đi lên trên nhĩ nó bị theo đường chậm, do đó chúng ta thấy cái vê âm này nó đi xa QRS, đúng không? Đi xa QRS mà nó gần lại với thằng kia. Thành ra ở đây chúng ta thấy là ERP sẽ dài hơn, đúng không các chị? Đó, còn ERP nó sẽ ngắn. Đây là chậm nhân, còn đây là nhân chậm. Các bạn thì điện giải đây không ạ? Đúng không? Rồi, trong trường hợp mà chậm với chậm luôn với điện phòng đó này thì FP âm để nằm giữa. Tuy nhiên trên lâm sàng có rất nhiều trường hợp cái điện tâm đồ nó quá nhanh, chúng ta rất khó phân biệt được các bên này. Rồi các anh chị nắm được cái điện phòng còn lại này chưa? Điện thấp trên thấp còn lại điện thấp. Chúng ta qua cái vào lại nhĩ thấp. Nhĩ thấp thông thường thì nó sẽ quay cái cầu thang, đúng rồi. Thì ở đây người ta vẽ cầu can nó ở bên trái. Cầu can có thể nằm bên phải không ạ? Có chứ. Cầu can có thể nằm bên phải. Có nãy có thể nằm ở phần trước của vách, có phần sau của vách, có thể nằm ở phía trước nào. Và người ta cũng thấy có một cái tỷ lệ không có nhiều lắm trên một bệnh nhân có từ hai cầu can trở lên, chứ không phải có một đâu thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy xung động từ nút xoang, cái cầu can này có thể là nó đóng. Thì khi nó đóng thì xung động có qua đây không các anh chị? Không, không có qua, điện tâm đồ hoàn toàn bình thường, đúng không? Nếu mà khi nó mở trong cái phần hội chứng kích thích sớm chúng ta có học rồi đó, khi nó mở ở đây thì khi xung động của nút xoang khử cực đến nút dĩ thấp, khử cực dĩ trái thì có một phần nó khử cực ở đây và nó gây ra phần này khử cực trước, đúng không? Phần này khử cực trước thì nó sẽ tạo thành cái sóng delta, sóng delta, đúng không? Tạo thành sóng delta. Rồi sau đó có giai đoạn delay ở nút dĩ thấp và khử cực hai thấp, đúng không? Thì nó hòa lẫn với nhau ở đây. Thì theo điều bình thường để các chị thấy là chúng ta cảm giác như PE là nó ngắn lại, đúng không? PE là ngắn lại, dẫn điện dưới hết ngắn lại, nghĩa là giảm động và có sóng delta. Đây là quên Parkinson quay. Và nếu như bệnh nhân có cái điện tâm đồ quên Parkinson quay mà chưa lần nào lên cơn nhịp nhanh kịch phát trên thấp qua cái đường đó thì chúng ta không được gọi là hội chứng quên Parkinson quay, và chúng ta gọi là bệnh nhân có điện tâm đồ dạng quên Parkinson quay. Khi bệnh nhân có điện tâm đồ dạng quên Parkinson quay mà đã từng có cơn nhịp nhanh trên thấp còn vào lại nhĩ thấp theo cái đường cầu khe đó thì mới được gọi là hội chứng Von Parkinson White. Tức là nó có lâm sàng nữa. Rồi các chị phân biệt được không? Rồi. Như vậy khi nó xuất hiện trên cái nhịp chân này thì mới gọi là hội chứng Von Parkinson White. Như vậy cái hội chứng Von Parkinson White này còn vào lại nó đi như thế nào? Lúc xoay ở đây khi nó cực cực lúc nhĩ thấp thì nó cực cực qua đây không các chị? Có. Lúc đó cái vòng này nó mở à, nhưng mà chúng ta thấy là nút xoang cực cực như này, nó đi xuống đây và để nó đóng, đi xuống đây cái thẳng lên đây, lên đây lại mở, đúng không ạ? Mở thì nó lên vòng qua đây và bên này là tiếp một vòng nữa, có đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy cái bộ nối nó dẫn truyền xuôi hay dẫn truyền ngược? Dẫn truyền xuôi. Nó dẫn truyền xuôi từ nút dĩ thấp đến có hít và đi đến hai nhánh phải và trái, đúng không? Do đó xung động sẽ đều cả thấp trái và thấp phải, có đúng không?
mà hai thớt nó khử trùng đồng bộ thì QRS nó sẽ sao? Nó sẽ bình thường là nó hẹp, nó không có rộng. Rồi các chị nhìn chỗ này chưa? Rồi chúng ta qua đây, đây là dẫn truyền ngược. Xung động từ nút xoang, nó khử cực hai nhĩ, nó cũng đến lúc giải thớt, nó cũng đến cầu ken luôn. Đúng không ạ? Nhưng lúc qua cầu ken ở đây thì cầu ken đây nó đã mở sẵn rồi. Đó. Ở bên này có giai đoạn delay nên nó sẽ bị chậm hơn. Xung nó sẽ đi qua đây. Thì qua đây nó khử cực nhánh trái trước đúng không? Nhưng mà khử cực ngược từ đây qua đây đúng không anh chị? Rồi sau đó nó khử cực thấp phải đúng không? Rồi sau đó là nó khử cực bộ nối đúng không? Rồi nó khử cực tiếp cái nhĩ mà nó vòng qua đây nó tạo thành một cái vòng còn lại. Đúng không các anh chị? Và cái vòng còn lại ở đây chúng ta thấy cái xung động đi ra bộ nối đi ngược từ dưới lên trên. Đúng không? Và nếu cầu ken ở bên trái thì nó sẽ khử cực thấp trái trước và khử cực thấp phải sau. Đúng không ạ? Và khi hai thớt khử cực không đồng bộ thì QRS nó sẽ giảm rộng. Hình dung được không ạ? Anh chị nắm được chỗ này không? Thì đây gọi là cơ dụng trong trực pháp trên thớt còn lại nhĩ thớt. Và gì? Theo đường ngược thì QRS nó giảm rộng. Rồi, có ai chưa hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Em chỉ hiểu không? Mày em đen đó. Không hiểu thì người ta nói nha. Có mấy bạn còn hơi buồn ngủ á, buồn trưa thì hơi buồn ngủ. Không thấy đâu, không có chuyện hết. Em lúc được không? Chị ở đây chúng ta thấy là đây là một cái gì trên phát trên thớt ha, mà còn lại nhĩ thớt thì cái QRS nó hẹp, tần số nó bao nhiêu đó gì khoảng 160 chu kỳ phút đúng không, 160 chu kỳ phút đó. Rồi cái đó là gì, còn thắc mắc gì nữa không ạ? Cái blog xoay nhỉ, các anh chị có nắm được không? Được rồi. Thì hôm trước tôi nói với các anh chị là các blog xoay nhỉ đồng bộ là chúng ta không có đọc trên điện thoại bề mặt ha. Rồi. Thì trên điện thoại bề mặt chúng ta chỉ xem cái blog chỉ blog xoay nhỉ độ 2 thôi. Thì blog xoay nhỉ độ 2 nó có hai chip là chip 1 hay gọi là chu kỳ quanh cho mấy. Thì chúng ta thấy ở đây là cái cực xoay nhỉ, xoay kéo dài cho nó tới nhỉ. Ở đây là có xoay mặt mất toàn bộ VQMSD luôn. Đó. Rồi, sau đó nó lặp lại cái chu kỳ là xoay đến nhỉ, dài ra xoay, dài ra tới nhỉ, xoay, dài ra tới nhỉ. Như vậy, từ xoay đến nhỉ nó dài dần. Nhưng vì trên điện tâm đồ bề mặt chúng ta không nhìn thấy cái xoang ở đâu hết, đúng không? Do đó chúng ta sẽ dựa vào cái gì? E này, này nó dài, nó giảm dần và mất toàn bộ PQRST. Có chu kỳ không anh chị? Cái điện tâm đồ đọc rõ không? Được. Còn tiếp 2 là thỉnh thoảng cái sóng P nó không có ra được ở bên ngoài, ấy cái xung được của nút xoang không ra được khỏi nút xoang, cho nó không khử cực được nhỉ, mà xoang cái xung từ nút xoang nó không ra khử cực nhỉ được, thì nó cũng không xuống nút nhĩ thất được luôn, rồi là sẽ mất toàn bộ PQRST luôn, thế đó mà, và đến chu kỳ sau thì nó mới ra được, do đó chúng ta thấy là cái R3, R4 này là bội số của R cơ sở, được không chị? Nếu mà nó mất một nhịp thôi thì là gấp đôi, mà nó mất hai nhịp thì sẽ gấp ba lần. Được không ạ?
lên trên điện đồng hồ thì như các chị thấy đây, cái này bằng 1080 nên là 2 là 1080. Đây là tốc so nhiễu độ 2.2. Góc so nhiễu độ 2 dẫn truyền 2.1 thì thực sự chúng ta sẽ rất khó nhìn, giống như một cái tình trạng nhịp chậm xoay, được không ạ? Tuy nhiên những cái góc so nhiễu độ 2 này và 2.1 này nó có từng lúc thôi. Tự nhiên chúng ta theo dõi trong một cái điện tâm đồ, đặc biệt là khi đeo monitor điện tâm đồ 24 giờ, nếu chúng ta thấy tự nhiên tần số giảm đi một nửa, có nghĩa là nó vào trong lốc xoay nhĩ độ 2 chip 2 2.1. Và nếu tự nhiên nó đang chậm vậy, tự nhiên nó bật một phát tần số tăng lên gấp đôi, tức là nó hết bị lốc rồi đó. Ví dụ tần số 40 cái chuyển thành 80, 80 cái chuyển thành 40. Và các chị nắm được chỗ này không? Dạ ha. Rồi, lốc xoay nhĩ độ 3. Vì lốc xoay nhĩ độ 3 thì nó xung từ lốc xoay không ra được ngoài, toàn bộ là nhịp bộ nối hết. Còn bộ nối thì là nhịp bộ nối chậm. Rồi, chúng ta qua lốc nhĩ thấp thì dễ rồi đúng không? VN, cái cầu VN nó dài hơn 0.20 thì chúng ta gọi là lốc nhĩ thấp độ 1. Rồi, lốc nhĩ thấp độ 2 thì nó có chu kỳ quay toát. VN ngắn dài dần ra và có V mà không có QRS là block nhĩ thấp độ 2, mô bít 1 hay gọi là chu kỳ quay correct. Ví dụ như trên cái điện tâm đồ này các anh chị thấy rõ không? Đây, ngắn, dài ra, có V mà không có QRS, đúng không? Lặp lại cái chu kỳ V được ngắn, dài ra có P mà không có QRS, được không ạ? Cái điện tâm đồ này nhìn rõ không? Tốc nhĩ thấp độ 2, mô bít 2. Bây giờ mô bít 1 là chu kỳ bên cái máy. Tốc nhĩ thấp độ 2, mô bít 2 là thỉnh thoảng mất một giác QRS, chip P thì cũng có mà không có nhận. Đó. Điện tâm đồ mình học này. Lốc giữa thấp độ 2 cao độ thì nó vẫn là độ 2 ha. Nhưng mà cái trường hợp mà nó dẫn á, sẽ ít hơn là nó không dẫn. Được không các anh chị? Rồi, đó là cao độ nha. Thì thông thường lốc giữa thấp độ 2 cao độ là khi đang bệnh đang tiến triển nó sẽ chuyển thành lốc giữa thấp độ 3. Tức là lốc hoàn toàn. Nó dẫn ít dần đi và nó không dẫn luôn. Thì lốc giữa thấp độ 3 là chỉ đi là nhĩ thấp đi là thấp, nhưng nhớ phân biệt với phân liên nhĩ thấp. Phân liên nhĩ thấp là tần số thấp cao hơn tần số nhĩ. Còn trong lốc nhĩ thấp độ 3, tần số nhĩ cao hơn tần số thấp. Rồi, có lẽ là chúng ta điểm dây lao một lát. Xong rồi vô các anh chị xem có vấn gì khác mắc hỏi nữa không, chúng ta sẽ giải đáp và có thể thực hành sớm hơn. Vậy đó làm việc có ai thắc mắc gì đâu mà điều đi nhiều thắc quá không các chị? Có nhanh không? Điểm được hết không? Thôi chúng ta điểm không mình. Anh chờ em chút xíu, anh mưa cho. Vâng, anh chờ em.